Alo, nghe hết cả hai. Chị Thúy giới thiệu đi chị Thúy. Cái mục này nó đặc biệt lắm ạ, à, tại vì là cái này là có anh Tư và anh Sáu. Trời ơi. Ở miền quê hẻo lắm. Hai anh ở dưới đi xe đò lên hùng hổ hổm á hả? Mà mấy ảnh từ cái miền gì em không biết nữa, mà chắc cái tên nó chắc cà đao, chắc cà đao, chắc cà đao. Ở dưới đó trời ơi mấy em dễ thương lắm mà Thúy ơi. Dạ, mà mấy ảnh nhất định lên nó giúp vui. À, tại vì mê gái Sài Gòn thấy Thúy mặc áo đầm đó.
mà mấy ảnh quên đem kéo bà ba cho em. Thôi em thôi khỏi, mặt em còn đẹp hơn nữa. Vậy thì bây giờ kia anh Sáu và anh Tư ra đi. Anh Sáu Tư, hai anh hát bài gì cho em biết để em dặn nút cho anh hai anh hát coi. Anh Sáu anh nói là anh hát bài Thương Thầm. Dạ anh Sáu thương anh Tư. Ủa dưới quê cũng có mạng hai thằng con trai thương, em tưởng trên thành phố là San Francisco mới có thôi anh Sáu. Có dưới quê cũng vậy đó. Em ơi. Anh Công, có anh Công bò càng với kia nói tắt lửa tối đèn cái gì cũng giống cái gì hết. Nhưng mà đâu có... Trong đêm khuya vậy anh sao? Đừng khó giòm này quá trời. Chết cha rồi. Rồi mấy bác ta be 74 nên chụp hình lưu niệm, nên nhân dùng nhân dịp cơ hội này tôi cũng quay mấy anh em. Trời ơi, ông YouTube rồi. Mình vô đây chứ. Khoan, từ. Mấy anh em này á. Tên. Chào các bác. Chào các bác. How you man? Hey. How about? Bao man đi. Chào bạn, bao man đi. I think that's what's going on.